Cảm ơn, cảm ơn. Ê, nói thì là mắc cỡ. Gần 40 tuổi rồi mới mua góp xong chiếc xe, làm chủ xe. Còn nói chúc mừng á thì mắc cỡ chết đi. Ê, nhưng mà làm gì? Hôm nay đông đảo như vậy, phải kiếm chương trình để mà giúp vui chứ. Nè, muốn nghe bản nào thì nói đi, càng sớm càng tốt. Nói đi. Đảo qua đảo lại. Đảo qua đảo lại hả? Được. Bản này không rành lắm, bản khác nha. Đêm dài khúc đảo xanh. Bản này cũng không rành lắm. Bản khác nha. Hay là vậy, để tôi chọn bản tôi biết hát, để hát chung nha. Về đây bên nhau, nối lại tình xưa. Không có biết hát à? Bây giờ hát bài Ly Rượu Mừng để mà hát chung. Hát nha. 1, 2, 3. Đầu năm nâng chén ta chúc nơi nơi mừng anh nông phố vui lúa thơm hời, người thương gia lời tơ, người công dân ấm no thoát ly đời gian lao nghèo khó. Chúng mời chén này với chúng người người vui. Ly Rượu Mừng hát xong rồi, chừng nào hát cái bản Cầm Bẫy Tình Yêu đi. Quay, anh nói gì đây hả? Anh coi em Thuận chưa có hề cặp kè hay sao? Anh em còn nhớ không? Cái con mà kéo đờn bia lông đó, đưa tận tới cửa anh Thuận cũng không lấy đó. Ê, nói vậy mà. Còn có con ngầu đó đã di dân qua Canada rồi, anh Thuận cũng đâu có động lòng. Ê, anh Thuận có hành động anh chị chưa có biết thôi. Anh đã đưa thằng Kiều qua bển rồi, còn một mình anh ở lại đây để mà vui chơi. Quay, anh em đừng có nói bậy nha. Anh Thuận hả? Quay, cho nên mới nói nha. Các anh thì là không biết điều cấm kỵ của anh mà. Thì phải rồi, cái miệng nói bậy quá mà. Đã biểu đừng nói bậy mà, có phải không? Đúng rồi. Ăn đi, nói chuyện hoài à. Ăn đi. Anh Thuận à, anh nghĩ là chừng nào kiếm lại con đi. Quê, phải đó. Quê, có cần tôi giới thiệu hay không đây? Ở dưới quê của tôi có một con em họ thì là tốt tánh lắm. Năm nay chỉ là 43 tuổi thôi, còn có thể sinh con mà. Phải đóng tiền xe là lo kiếm ăn, làm gì được rảnh rỗi chứ. Các anh đám cưới rồi ép tôi đám cưới hay sao? Tôi không như một cây bỏ bê cả khu rừng đâu. Cái cây hả? Anh có bạn gái hồi nào vậy? Khi dễ tôi hả? Quê, anh Thuận à, chừng nào dẫn bạn gái cho anh em gặp mặt đây hả? Phải, coi chừng nào anh rảnh. Bạn gái tôi nhiều đến nỗi xếp hàng từ khu đông đến khu bắc. Ê, đi làm phát quá, tới kìa. Sao hả? Vừa bắt được tin, có một nhà nghề bị người ta bắt giữa cô bác. Phải anh em mình không? Không phải. Vậy cũng đỡ. Nhưng mà chiếc xe của chú Hải đó. Hả? Bỏ đi chú Hải. Không bỏ tôi lại có thể làm sao? Cái chiếc xe sắp mua gốc xong rồi mới xảy ra chuyện này. Anh biết không? Vừa rồi tôi đi coi chiếc xe, mấy cái lỗ đạn ở trên mình xe như là cái ổ ong vậy. Thì là xui xẻo. Xe thì không sao, mua lại chiếc khác. Quan trọng là sức khỏe dồi dào. Thì phải rồi. Anh đi vô trước đi, tôi đi rửa mặt. Tôi cũng phải đi tiểu. Vậy đi. Cô hai, làm ơn suy nghĩ cho kỹ rồi mới nói. Tên cướp đã mấy giờ lên xe của chị? 8 giờ. Cô bịa chuyện hả? Lần đầu tiên thì nói là 6 giờ, lần sau là 7 giờ, bây giờ nó 8 giờ. Mấy giờ đây? Xin lỗi nha anh cảnh sát, tôi thiệt nhớ không nổi đâu. Lúc đó rối loạn như vậy tôi thiệt sự không nhớ mà. Ây da, tôi nhớ ra rồi. Mấy giờ? Bây giờ mấy giờ? 10 giờ rưỡi. Thằng kia đã về tới nhà lâu rồi, tôi phải đi ngay. Nè không được, tôi lấy khẩu cung của chị chưa xong. Bây giờ đã lấy cung mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có xong nữa. Hỏi tôi làm gì, hỏi cô thì đúng hơn. 3 hồi thì 6 giờ, 3 hồi thì 8 giờ. Bây giờ đại khái đi, tôi phải đi. Chuyện này đâu có thể đại khái, phải ra tòa đó mà. Có thể buộc tội hay không là phải coi khẩu cung của cô đó. Con tôi thì chỉ ở nhà một mình thôi, nguy hiểm lắm đó. Dù sao cũng đã nguy hiểm bấy lâu rồi, cho khẩu cung xong rồi mới đi nha. Sếp bà, sếp nói vậy là sai rồi. TV cũng nói mà, đừng bao giờ để con nít ở nhà một mình, tránh xảy ra nguy hiểm. Có biết đứa nhỏ mấy tuổi không? 6 tuổi. Anh nghe chưa, có 6 tuổi thôi. Lỡ ăn trộm vô nhà hay là xảy ra hỏa hoạn, anh gánh nổi hay sao? Đây là vụ lớn mà, phải hỏi cho rõ ràng chứ. Con tôi ở nhà chưa có được ăn cơm đó. Chưa được ăn cơm kìa. Vậy thì được rồi, bà lại đây cho khẩu cung. Ông thì giảm con đi. Điên mà. Sếp hai à, chờ một chút. Xin lỗi nha, quên giới thiệu với anh chị. Đây là anh Hà Thuận, bạn già của tôi. Thuận mập. Hai,
Còn đây là chị Nga, lái xe cho tôi. Chị anh Thuận. Nghe cho ai nói chị lái xe cày cũ lắm hả? Đâu phải đâu. À, quay. Chỗ này là tiệm cảnh sát đó, không phải là chỗ giới thiệu hôn nhân. Ngồi xuống cho khẩu cung đi. Sếp Hai à, không thành vấn đề đâu. Cho khẩu cung hay là ẩm con cũng được mà. À, Thuận à, sẵn bây giờ anh rảnh, hay là anh coi tạm đứa con cho chị Nga trước nha. Tôi với lại chị Nga ở lại cho khẩu cung. À, hay quá, cảm ơn anh nha anh Thuận. Được. Đã biểu anh về ẩm con rồi mà. Ngồi xuống cho khẩu cung đi. Tôi quyết định vậy nha, cảm ơn. Ờ, nhà chị ở đâu vậy? Hey, ép mình đi ẩm con. Hey, thật là ép mình quá đáng mà. Là nhà này à? Có ai trong nhà không? Chứ là ai? Hê, em nhỏ hả? Chú là chú Thuận nè. Chú là Thuận Mập đó. Má cháu bị chú tới coi chừng cháu. Chứ nói láo. Má đâu có nói gì. À, má cháu có điện thoại về thôi. Cháu mở cửa cho chú trước đi. Cháu không mở. Cháu không quen biết chứ. Ê, cháu không mở hả? Má đã đưa chìa khóa cho chú rồi. Chú tự mở vô nha. Khoan mở nha. Có chuyện gì? Miễn là chú khoan mở. Không được. Bây giờ chú sẽ mở cửa vô. Nè chú vô nha. Cháu làm gì đây? Hả? Cháu làm gì vậy? Hả? Chú không cần nói gì hết. Tất cả những lời nói của chú sẽ trở thành chứng công khai ra tòa. Giơ tay lên. Má cháu bị chú tới thiệt mà. Chú nói láo. Ê, điện thoại kìa, đi nghe đi. Ngồi yên nha. Tôi ngồi yên rồi, đại ca đi đi. Alo, má hả? Con tiếp đại ổng thiệt tốt lắm. Ây dò, thiệt ngon quá đi. Cửa má nấu thì mềm xèo, như là ăn nước mũi đó. Còn có chú Thuận Mập thì khác. Cháu thiệt là phục chú quá. Ờ, chú cũng phục má cháu đó. Kiếm hết cả nhà, chỉ có gói mì với lại hai cái miếng thịt thôi. Chú Thuận à, chú muốn ăn hả? Chị với chú nha. Không phải, chú Thuận no rồi. Coi bụng chú nè, nó trương lên rồi. Má cháu nó ăn mì xong là phải đi ngủ đó, có biết không? Nghe chưa? Dạ. Wow, sao nhà của cháu bề bối quá vậy? Thường hay như vậy mà. Cứ thường hay như vậy rồi ba cháu không này sao? Cháu đã lâu chưa có gặp ổng rồi. Ờ. Ê, ăn mì đi. Ê, sao không ngủ trong phòng chạy ra làm gì? Cháu lo là chú sợ tối cho nên ra ngồi với chú thôi. Chú không sợ tối đâu, trở vô phòng ngủ đi. Ờ, cháu sợ tối đó, để cháu ngủ ở đây nha. Như vậy ngủ mau đi, hả? Chú Thuận à. Khi ngủ đừng có nói chuyện. Chú Thuận à. Khi ngủ đừng có nói chuyện. Hát một bản cho cháu nghe đi. Hát hả? Chú không biết hát đâu. Chú không hát, cháu ngủ không được. Thằng nhỏ thiệt là quỷ quái đó. Được, chú hát bản thôi nha. Ngồi dậy. Ơi à. Chú đi đâu? Sao nói là hát mà? Ngồi đây hát đâu có hay chứ. Phải có ca động tác mới hay. Đi. Mình xa nhau mà lòng cứ ngỡ, ngày yêu nhau một ngày xa nhau, đã biết có hôm nay mà chúng ta cứ yêu dại khờ, sống với nhau, yêu thương nhau trong cuộc đời. Yeah, ta chia tay rồi mai xa nhau, gặp nhau trong mơ, để rồi thương nhau trọn đời. Đừng có đi. Sáng mai mới đi nha. Trời đã tối thui rồi. Đi đâu vậy chứ? Ê Quân. Kiệt à. Kiệt. Vừa rồi tôi về tới để nhìn thấy anh ngủ với bé Kiệt ở ghế salon. Tôi đã ẩm nó vô phòng ngủ rồi. Thiệt xin lỗi nha. Vừa rồi tôi tôi nói xin lỗi đúng hơn, đã quấy rầy tới anh. À không, tôi quấy rầy cô đúng hơn. Chỉ là tôi không biết cô có thói quen tắm rửa không có đóng cửa.
Tôi có khóa cửa đó mà, chỉ là ổ khóa bị hư thôi. Khóa rồi sao tôi lại mở được? Hay da, đã nói bị hư rồi mà, khóa không được cho nên anh mới mở ra được thôi. Giờ tôi lại hỏi mấy câu hỏi ngu ngốc quá vậy. À nè, cái vụ đó xong xuôi rồi, nói là mai mốt ra tòa làm nhân chứng. Mấy chuyện phiền phức này lo xong là tốt rồi. Ờ à, phải, cũng khuya rồi, tôi về trước nha. Tôi... anh nói trước đi. Xin lỗi quý đại chị cả đêm. Tôi nói xin lỗi đúng hơn, đã quấy rành rất là lâu. Ê, đừng khách sáo. À, hình như chị có chuyện muốn nói à, muốn nói gì? Ờ, đáng lẽ tôi nói là muốn nấu đồ ăn khuya cho anh ăn, nhưng mà bây giờ khuya lắm rồi. Phải, khuya rồi đừng đứng ná nữa. Nhưng mà chị cũng nấu gì, một gói mì hai miếng thịt, tôi đã nấu cho bé kia ăn rồi. Vậy sao? Vậy để khi khác nha. Được, được, khi khác nha. Được. À, bye. À, bye. À, dạ. Bye bye. 810 810 810. 810 đã nghe rồi, có chuyện gì? 167 hỏi anh, tới giờ vô xăng chưa? Cả đám bạn đang ở chỗ cũ chờ anh. 4 giờ mấy rồi hả? Tới, tới ngay à, à. Tỉnh táo, tỉnh táo. Nè, chú Hải, tôi đã nói rồi mà, chú là không tin tôi. Ê, tin mà, tin mà. Bây giờ đâu thể không tin. Có phải thiệt linh nghiệm vậy không? Ê, vụ của chú Hải là chứng minh tốt nhất. Có cần tôi tặng thêm vài câu để chứng minh thêm một lần không? Uầy, thôi đừng nhớ cái miệng tàu la của anh. Mấy cái thứ xui linh nghiệm lắm đó. Anh không thử tôi thử. À, Thành à, tặng về tư vài câu đi. Ờ, không thành vấn đề. Trả tiền trước đi, rồi sẽ nói sau. Tặng vài câu mà cũng đòi tiền, đâu có biết linh nghiệm hay không. Ồ, tôi có thể uống thử trà sữa trước có ngon hay không, rồi mới trả tiền không? Dĩ nhiên không được. Thì phải rồi, tôi lấy lời một chút cũng không được. Đâu có thể nào bị thiệt thòi cho bà chứ. Tầm bậy tầm bạ, nói chuyện tào lao cái gì mà lấy lời chứ. Ê, lấy lời gì tôi đây hả? Ê, ê, đây. Anh kìa, anh kìa, anh kìa. Làm ai vậy? Ngồi đi, ngồi đi. Ê, cái thằng thiệt sáng mắt, muốn cua qua khỏi quán trà. Ê, đứa nào đứa nấy cũng bậy bạ, không thành tí liên như mấy người đâu. À, Thuận à, có phải như cũ ăn bánh mì sữa cà phê đen không? Cà phê đen, không ăn bánh mì. Ý, muốn giảm cân hả? Thân hình này sao giảm, tiết kiệm tiền để mua xe. Ê, anh Thuận, mặt mày hồng hào đó nha, có số đào hoa đó. Thiệt hay giả đây? Nè, quen thân như vậy, 100 bạc, coi tướng cho anh. 100 bạc mà có số đào hoa hả? Đừng có giỡn chơi nữa. Đừng có kẹo quá mà. 4.50 miếng bánh mì tôi cũng không chịu ăn mà, biểu 100 bạc hả? À phải, sao không thấy thằng Toàn vậy? Đã lâu không thấy ảnh rồi. Phải. Quê, có phải anh lại đi cờ bạc nữa không hả? Không đâu, anh đã hứa với mình chặt ngón tay để mà cai cờ bạc mà. Bây giờ đám cưới rồi phải nên thần chứ. Quê, anh đã nhiều lần lắm rồi, có đáng tin không đây? Chắc các anh, tôi muốn hỏi thăm anh Trần Quý Toàn có đây không? Ờ, các vị này là... Ồ, anh là anh Toàn đó hả? Không, tôi là bạn ảnh, tôi là Hà Thuận. Kiếm anh có chuyện gì? Anh Toàn có đây không? Chúng tôi cũng đang kiếm ảnh này à. Gì à? À, không sao. À, chúng tôi thuộc tài vụ An Thái. Làm phiền các anh gặp được ảnh, biểu liên lạc chúng tôi. Ờ. Các anh, xin chào nha, bye bye. Quay quay. Xin lỗi nha. Ờ, được rồi. Ê, tôi là xui xẻo mà. Nhiều khi thằng Thành nói chuyện cũng trúng lắm chứ. Ờ, nó nói là anh có tài kiếp sao? Không phải, anh nói tôi có số đào hoa, làm tôi bị té tét mông rồi, trúng lắm chứ. Vậy mà anh còn nhà hứng nói chơi nữa. Nếu không làm sao mà cười. Làm người à, cười hề xong rồi thôi. Để trúng thì xin lỗi đúng hơn. Vậy là phải. Nè, cách một tuần lễ là phải tới tái khám. Còn phải lặn lội đường xa nữa. Ê, hey, xe của tôi ở bển. Qua bển nha. Yên chỉ đi dì Tư. Tôi hạ gì à, tôi sẽ gánh hết trách nhiệm. Nếu mà tái khám á, gọi xe của tôi 180 là tôi tới ngay. Anh nói đó nha. Ủa, vậy mà không tin tôi hả? Được, để tỏ lòng thành á, lần này tôi đưa dì về miễn phí. À, tôi không hề nghĩ tới trả tiền đâu. Hơi, dì thiệt là thiệt thà. Coi chừng nha, coi chừng, coi chừng. Đám dân đó là ai, sao mà dữ tận vậy? Hỏi thằng Toàn mới biết. Không biết thằng đó là dở trò gì. Nè, cẩn thận, đừng có gấp. Ở đâu? À, thì xin lỗi nha, xuống đằng kia rồi bắt anh phải dìu tôi. Tại tôi báo hạ gì mà, cẩn thận nha. Ê, cẩn thận. Ủa, dì Tư à, cái nhà của dì đáng giá đó. Ờ, tỏa bắc hướng nam. Ê, tốt đó. Ê, trần nhà thì cao ráo. Ê, nhà 2 tầng lầu hả? Ừ, bao nhiêu năm rồi?
Lâu lắm rồi, tôi chào đời ở trong nhà này đó mà. Wow, vậy có 17-18 năm rồi ha. Anh thiệt là khéo nói trời. Anh nè, anh có biết anh Chăng hay không? Ê, tôi dở lắm. Nhưng nếu không khó lắm thì cũng đoán ra được phần nào. Như vậy đoán giùm tôi đi. Ý, là phòng luật sư gửi tới đó. Này dì Tư à, dì có nhiều đất lắm sao? Ê, họ nói là phải thâu lại đất của dì và còn phải dỡ nhà của dì nữa. Chứ, thiệt là điên. Đất này là do ông nội của tôi để lại là nhà tổ mà. Dỡ nó đi hả? Nè, anh có đọc sai hay không? Tôi cũng mong tôi có nhầm. Còn thứ khác để mà đoán không? Thôi, để tôi tự đoán còn hơn. Nè, anh qua bên học tủ bên kia lấy cái mắt kính cho tôi đi ha. Làm ơn. Cái này hả? Phải. Này gì Tư à, tướng con bé này dễ thương quá. Con gái của gì hả? Cháu gái của tôi. Ê, cháu gái của dì không ở chung với dì sao? Ở Anh Quốc đó mà. Ở Anh Quốc sao ngộ vậy? Cái gì ngộ? Hôm nay mấy tây rồi? Mấy tây hả? Thì 4 tây. Vì ngày mai là 5 tây. Khẳng định không phải 6 tây. Nè, ngày mai anh rảnh không? Chiều mai á. Không được, chiều nay tôi đã hẹn cả đám gái đi cine rồi. Ê, hey, chị Tư là báo hại. Thầy đưa tấm hình mười mấy năm trước, biểu mình tới đóng máy bay. Hey, thì là chơi mình rồi. Đâu thể nào trễ dữ vậy. Sorry. I didn't mean it. Are you okay? Số trang tiếng Anh giả bài đầm hụ người ta sao? Nè, ông à, ông không sao chứ? Không sao. Ông tới đón bạn hả? Phải. Tôi đang chờ người tới đón. Người mà tôi đón à, khẳng định không phải cô đâu. Ê, ông à, ông có tiền lẻ cho tôi gọi điện thoại hay không hả? Nếu có giúp tôi cũng phải giúp tôi trước. Cô à, có danh sách tiếng Hoa không? Tiếng Anh tôi không biết đâu. Thưa ông, như vậy tên của cô ta là gì? Chờ chút nha. Thưa ông, đã tới rồi. Tới rồi sao đón không có vậy? That's me. Tôi là Trung Ái Anh. Hả? Cô là Trung Ái Anh hả? Vậy sao nãy tôi được cái bảng không lên tiếng? Tôi không có biết coi chữ Hoa. Hay gì tới chơi hả? Hay gì đóng máy bay rồi mà còn tới hỏi danh sách? Tôi bận rộn lắm đó. Cô hai, tôi biết cô bận, nhưng mà tôi không rảnh đâu. Tôi không biết tiếng Anh, cô không biết tiếng Hoa nên làm phiền cô thôi. Ông nói như vậy có nghĩa là lỗi của tôi? Dĩ nhiên lỗi cô. Làm người có tính phục vụ mà thái độ kém như vậy. Vậy bây giờ còn gì không? Tôi thì không, cô có không? Nè, vậy bây giờ mình đi đâu hả? Về chỗ bà nội cô. You have a car? A car. Xe tôi đậu bãi đậu xe kìa. Dì Tư. Dì Tư. Anh lái xe bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm rồi. Vậy hả? Anh thấy anh lái xe ra sao? Khá lắm à. Anh không ngại tôi cho ý kiến chứ? Được. Anh có thể qua mặt nhiều một chút. Biết không? Phải chủ động một chút. Ái Anh. Bà nội. Coi. Cháu đó ốm đi nhiều đó. Còn ốm nữa là sẽ không ai thèm. Bà nội, thì bà làm mấy món ăn độc đáo của bà cho cháu ăn đi. Đã có người thèm rồi đó. Vừa về tới là biết vỗ ngọt bà nội. Dì Tư, qua ngồi đi. Cháu gái của dì ở ngoài quốc về, không có gì tiếp đãi. Pha ấm trà ngon cho cô thử nha. Quay. Ly này chưa uống được. Cái ấm nước đầu tiên á, dùng để rửa lá trà với lại ly trà thôi. Cái bình này mới dùng để uống.
Pha trà đâu có cần dở nhiều trò gì vậy chứ, dùng cái lọc đổ nước vô là được rồi. Mấy con đầm không biết uống trà đâu. Ờ, vậy để tôi dạy cô. Trà mình chia làm hai, trà đỏ với trà xanh. Phổ Lý Thọ Mì thì là trà đỏ, Ngô Long Long Tỉnh thì là trà xanh, còn đây là Thiếu Quan Âm. Lá trà nào cũng có mùi vị của nó. Ở ngoại quốc cũng có nhiều loại trà như vậy, như là trà vỏ cam, vỏ táo kiểu Anh quốc, và còn nhiều loại trà khác, điều thật là ngon miệng lắm. Cháu hãy thử trà của anh Thuận đi, khác hẳn đó. Ê, đừng nói là có gì khác nhau, nhưng mà thì có chút đặc biệt á, thử đi. Đúng là khác hẳn thứ thường. Con chưa hề thử trà gì mà đắng như vậy. Cái này không phải đắng đâu, là mùi cam đó. Ờ, cam hả? Thiệt là cam quá. Nhưng mà tôi nghĩ cam với đắng cũng cỡ đó rồi. Ê, anh Thuận đưa đồ tốt cho cháu thử mà cháu không biết, thiệt là lãng phí. Ờ, đã trưa rồi hả? Tôi phải đi đó. Ờ, ăn cơm xong rồi đi. Thôi đừng, còn phải làm việc đó, không làm ăn do Tây Bắc hay sao? Nè, anh Thuận à, cảm ơn anh đã tới sân bay đón tôi. Thank you. No thank you ha. À, dì Tư à, hai hôm sau tới khám gọi tôi nha, tôi đi đi. À, được, cảm ơn nha. Anh Thuận à, tiện tay anh cũng đi bác sĩ đi. Tôi đâu có bệnh gì. Thật ra anh mập như vậy cũng đã là bệnh rồi đó. Ê, đừng nói bậy bạ nha, không kỳ quá. Cháu coi ảnh là bạn bè cho nên bận tâm tới ảnh thôi. Xin lỗi nha, nhưng mà cháu thấy làm người thì không nên như con gà rút đầu. Ê, không phải con gà mà là con rùa. Xin lỗi nha anh Thuận, đừng có trách nó. Không đâu, không đâu. Nhưng mà cổ thì quá thật thà đi. Không sao, không thành vấn đề. Không thành vấn đề mà, phiêu lắm. I kill you too. Bye bye. Đúng mà, mình đâu có nhớ lộn. Chữ kêu, K-A-L-L. Phổ khuyết, đồ sát, tiêu diệt. Ờ, phổ khuyết mình, đồ sát mình, tiêu diệt mình. Đâu thể nào vậy. Ê, chắc có người điện thoại tới nói mình là tại sao. Mushi, tiếng Nhật dường như là anh không biết. Đâu nhà quê, có chuyện gì anh Toàn? Xin lỗi anh Thuận nha, làm phiền tới anh. Chuyện gì, lấy gia tiền bọn cho gia lãi cao à? Không phải, là công ty tài vụ đó. Thì cũng vậy thôi, mấy công ty tài vụ ăn thịt người không nhả xương đâu. Toàn à, có phải anh em không? Phải. Sở dĩ tôi có ngày hôm nay cũng là nhờ anh Thuận đó. Vậy có chuyện sao anh kiếm người ngoài mà không kiếm anh em? Ôi, tôi thấy lần nào có chuyện cũng phải kiếm anh mà. Kiếm anh gỡ. Vậy thì anh đừng dở mấy trò bậy bạ lại được rồi. Chắc chắn là cờ bạc rồi. Không đâu, đâu có phải. Ôi, miễn là số nợ đó, tôi biết tự lo liệu cho xong mà. Thiệt lời nổi sao? Thiệt. Nè, giờ này bà xã sao? Sắp xong rồi hả? Phải, còn 2 tháng mấy nữa. Vậy là phải rồi. Sắp làm cha rồi anh Toàn à, nên thân chúng đi. Mua chút đồ cho vợ tâm bổ đi. Anh Thuận, đừng có lăn nhăn lại nhảy nữa. Thằng con của anh á, mai mốt là con nuôi của tôi mà. Cha nuôi mua quà cho con người cũng nên chứ. Cảm ơn anh Thuận. Đừng nói chuyện nhộn nhạt có được không? Ăn xong thì về với vợ đi. Mấy bà bầu thích có chồng ở kế bên. Tế nhị chút. Ờ, được được. Nè Toàn à, có biết kêu nghĩa là gì không? Kêu. Bác sĩ ai kêu? Kêu Thái Lan. Billy kêu. Không biết anh nói kêu là gì. Ăn đi. Nhất định không phải là ma kêu đâu. Đã bỏ rồi mà. Lo ăn đi. Ai kêu kêu. Ai kêu kêu. Kêu kêu. Tôi không nói với anh. Nè bà đừng có như vậy mà. Quay nói thiệt đi. Phải bên ngoài có đàn ông khác hay không? Bây giờ là anh có, không phải là tôi. Chị Nga, có chuyện gì hả? Ờ, thì ra hai người quen biết hả? Chuyện gì? Thằng mập này là kém của bà hả? Anh nói gì? Sản phẩm gì của bà kém vậy? Hà Tiến. Đang đánh. Đi. Chị Nga, xe bên kia. Tao không phải kém của bà, đừng nói ẩu tả. Lấy nữ bên mình tao đẻ chết mày rồi. Thank you.
Cảm ơn. Người vừa rồi là chồng trước của tôi. Chúng tôi đã ký giấy ly thân rồi. Xin lỗi nha, đã kéo anh xuống nước. Không, chị không thể kéo tôi xuống nước đâu. Sức nổi tôi mạnh lắm. Mai là quanh đi ngang thôi. Nếu không thì không biết phải làm sao giải quyết được. Có câu này tôi không biết nên nói hay không. Người ta thường nói, ở trên đời hiện không được như ý thì nhiều. Mấy chuyện buồn qua đi rồi thì thôi. Đằng trước còn con đường dài phải đi. Tôi thấy làm người giống như là lái xe trên xa lộ, không thể vô số dè. Vô số dè sẽ bị đụng, hai mình hại người. Tôi lái xe dở lắm. Hướng đằng trước cũng sẽ bị đụng. Lái xe lái nhiều thì rành. Lái nhiều được khá hơn mà. Đụng rồi không sao, quan trọng là được bình an. Đổi xe khác lái lại. Anh Thuần, anh lái xe không những là kỹ thuật cao, con người càng tốt. Người tốt à? Nhiều khi người tốt sẽ vô dụng đó. Đừng có nói như vậy. Ở hiền sẽ được gặp lành. Tôi đã chờ 40 mấy năm rồi. Điều lành đó không biết chừng nào mới tới. Sắp tới rồi. Mong được vậy. Ấy da. Ờ, chuyện gì? Muốn lấy giấy hả? Còn nữa nè. Không phải. Tôi quên đón thằng con tan học đã quá giờ rồi. Quay quay. Chị đi bộ hả? Tôi đưa chị đi. Cảm ơn. Cô giáo. Má. Xin lỗi cô giáo nha. Đi dầm đằng sau kẹt xe nên trễ thôi. Dạ phải. Một em nhỏ cho người ta đón tan học nguy hiểm lắm. Nếu không phải tôi vừa đi ra bắt gặp Trần Chí Kiệt, xé chút nữa lại bước ra ngoài lộ rồi. Xin lỗi nha, lần sau không vậy đâu. Ờ, xin lỗi nha. Được rồi, xin chào ông Trần. Ờ, cô giáo à, tôi không phải. Thôi bỏ đi, đã đi vô rồi. Ờ, tôi không phải hỏi Trần mà. Lần sau giải thích với cổ, ha. Đi. Khó trách được là cô giáo hiểu lầm. Cha của nó chưa bao giờ đón nó tan học cả. Tôi không muốn nhà trường biết được chuyện của nhà tôi. Chứ Mập ơi, hay là tới nay ăn cơm chung với cháu nha. Không có được đâu. Chú Mập ăn dữ lắm. Ăn chín chén cơm đó. Hay do thêm hai nắm gạo thôi. Sợ mời không tới thôi. Tới chứ. Tới. Lên xe nha. Sao đây có vừa miếng không? À, ngon ngon ngon. Một cây một cây. Nhưng mà sao thịt sườn chua. Đừng bỏ bột ngọt nhiều. Để ráo nướng một chút mới ngon. Còn đậu hũ á, thì đừng có bỏ muối lên đó. Còn món gà bá dương này á, dùng cái ngọt không được đâu. Phải dùng gừng và hành mới đúng vị của nó. Vậy nghĩa là không có món nào vừa miệng. Trên đời không có chuyện gì vẹn toàn đâu. Chỉ cần ăn cho vui vẻ là tốt rồi. Chứ Thận à, mai mốt chú tới ăn cơm thường xuyên nha. Ờ, tại sao vậy? Tại vì chú lên đây mới có nhiều đồ ăn như vậy thôi. Từ ngày má nấu ít đồ ăn lắm. Vậy sao? Bé Kiệt, bộ bây giờ con khiếu nại má với lại chú Thuận đó hả? Nói thiệt mà cứng bị rầy. Má nói chơi với bé thôi. Con nhiều chuyện quá, ăn no thì vô chùa miệng đi. Ê, cái miệng mở quá kìa. Ăn no rồi hả? No rồi. À, anh Thuận à. Ừ? Có chuyện này tôi dành giúp đỡ nha. Chuyện gì? Anh có quen biết nhà nghề cho người ta thuê xe hay không? Ờ, cũng biết mà. Ai muốn thuê? Là tôi. Hôm xưa tôi thuê xe của chú Hải, anh cũng biết rồi. Lần trước đã xảy ra chuyện. Chị muốn lái ca nào? Thì ca sáng. Sau khi đưa thằng Kiệt đi học rồi, lái cho tới khi nó tan học. Nếu như anh không được tiện thì đưa điện thoại cho tôi để tôi tự đánh đi. Ê, nói điện thoại không được đâu. Phải gặp mặt bằng Thảo mới được. Vậy chừng nào? Thì bây giờ nha. Bây giờ? Thì chủ xe là tôi. Cho chị thuê cũng được. Đừng có trả giá 300 một ca. Không được. Chị Nga, tôi lấy rẻ cho chị rồi. Tôi bị lỗ đó. Không được. Tiền bạc thì phải cho rành mạch. Giá thị trường là 400 thì lấy là 400. Nếu không tôi không thuê đâu. Ê, chuyện gì đây? Cho chị thêm 400 đâu có được. Ê, thôi được. Cho chị thêm chút nha. 301. 309 đi. Bạn bè đó. 302 nha. Hay là 380 đi. Chào các vị đồng liêu. Ê, chào. Ê, sao đến trễ vậy? Quen thuộc hả? Coi bộ tư rối đó nha hả? Để trúng ngựa á. Tôi không cá ngựa mà. Ba chú cà phê đen bánh mì sữa. Lúc nào tôi cũng tươi rói mà, phải không? Quên. Quà, tôi biết tại sao đó. Tại sao? Tôi cũng biết mà. Anh cũng biết.
Cô ảnh kìa, mặt mày hồng hào, ấn đường chiếu sáng, không cần nói trúng hết rồi mà. Trúng cái gì? Tôi không cá ngựa, không vé số, trúng cái gì? Tôi không phải nói cái thứ này, tôi chỉ nói là chuyện tôi nói là trúng hết thôi. Nè, dạo này anh Thuận đang có số đào hoa đó, phải không? Ý, anh Thuận, đang có số đào hoa hả? Không phải dạo này, lúc nào tôi cũng có số đào hoa. Wait, vậy để tôi nói với lại chị Nga nha. Đừng nói bậy nha. Anh Thuận, cái gì đó với tôi đó? Ê, nè, anh kìa, nói bừa bãi thôi mà, quên đi. Anh nè, xe đậu ở đằng kia, tôi đã vô xăng rồi. Tôi vừa rửa mặt để lát đi chợ rồi đón luôn thằng Kiệt nha. Được. Tối nay lên ăn canh. Được mà. Ê, anh mà ăn canh điều xong rồi hả? Đúng quá. Ăn canh xong á thì anh muốn. Quẩn đó. Ê, quên mày nè. Nè, sao chị vô phép quá vậy? Tôi kêu chị đó. Tôi vô phép, tôi đâu có biết chị kêu tôi. Không nhìn thấy hay sao? Private only. Nhìn thấy mà. Tại sao chị vẫn vô? Lâu nay chúng tôi đã quen vậy mà. Lâu nay vẫn quen dùng, sao kỳ vậy? Tại sao chị là ai? Tôi là chủ. Chị là chủ? Chị gì tư? Bà là bà nội tôi. Ồ, nghĩa là người nhà thôi. Thôi được rồi. Ê, nếu như chị muốn đi toilet, ngoài kia có nhà cầu công cộng. Đã nói là dì tư biết rồi mà. Không được. Có chuyện gì? Hả? Cổ nhà không cho tôi đi toilet. Đây không phải là nhà cầu công cộng. Ai mình cô hiểu lầm rồi. No way. Ê, thôi được rồi, tôi đi nhà cầu công cộng. Ê, chị đi thẳng, quẹo trái là tới. Thank you. Không có chị. Ai anh à, nhà cầu này lâu nay dì tư cho chúng tôi xài đó. Thiệt sao? Phải. Đây là nhà cầu riêng mà. Dĩ nhiên private. Nhưng mà thôi, tùy cô. Tùy cô đi, tùy cô. Tôi đâu có sai. Anh Thuận à. Ê Toàn, kiếm tôi có chuyện à? Cho anh thuê một ca hả? Anh đã có lái một ca rồi mà. Chắc phải đó anh Thuận, tôi muốn lái thêm ca. Tôi cũng chỉ lấy một ca, đã thuê một ca cho người ta. Vậy ca đêm khuya? Đêm khuya đâu có ai lái. Ừ, cho tôi đi. Anh tốn tiền xài sao? Thiếu bao nhiêu tiền? Thì không cần đâu, không có thể xài tiền của anh hoài. Anh cứ giúp tôi hoài, đủ rồi anh Thuận à. Anh lấy ngày lấy đêm à, tôi lo anh không chịu nổi thôi. Hời, ai biết mình nghèo cho nên là phải ráng thôi. Nè anh không phản đối, coi như anh đã hứa nha. 1 giờ đêm tôi lấy xe, sáng mai trả cho anh. Wow, mau vậy sao? Anh Toàn. Ê, bà xã. Wow, sao ngồi đây suốt đêm, không có đi ngủ vậy? Anh ở bên ngoài làm sáng làm đêm, cực khổ như vậy, em làm sao mà ngủ được yên lòng? Bà đừng có lo, ngồi ở đây chờ sáng đêm như vậy sẽ hại cho cái bào thai đó. Bây giờ anh chỉ biết lo cho đứa nhỏ trong bụng thôi, bỏ mặc em hả? Wow, hả, như vậy mà cũng ghen tuông nữa rồi. Anh chỉ lấy con không lấy mẹ mà. Không thèm nói với em đâu, đi tắm rửa đen lát trả xe cho anh Thuận. Anh Toàn à, em đi mua đồ ăn sáng cho anh nha. Không cần đâu. Được rồi, anh đi tắm đi. Sao vậy Tư, bác sĩ nói sao? Hả? Bác sĩ nói là không cần đi tái khám nữa. Vậy tốt rồi. Dĩ nhiên rồi, lâu quá chưa có được lành lại, cứ phải đi cà nhắc. Không thể ra cửa tiệm, lại không thể đưa cháu anh đi chơi. Có thiệt không? Lớn đâu rồi còn phải đưa cô đi chơi à? Hồi 4-5 tuổi nó đã quanh quất rồi, mấy năm mới về một lần. Đừng có nói là Hồng Kông trở thành ra sao. Nó cũng biến thành con đầm giả rồi. Sao nói cháu là đầm chứ? Nghĩa là muốn nói cháu lớn lên ở nước ngoài, không có biết nói tiếng của mình. Nếu biểu cháu nói tiếng quê, đó thấy không, biểu cháu nói tiếng quê thì càng chết nữa, không có được. Cháu biết tiếng mình mà bà nội. Cháu là chung ái anh, cháu là người Đài Sơn, cháu biết nói mà bà nội. Sáo cũng bị cháu thổi còng. Cháu không thổi sáo đâu bà nội, cháu biết thổi kèn hà. Cháu anh,
Chào anh à. À chú Đạt. Dì Tư, thật ra chừng nào mới dọn đi? Dì đã mướn được luật sư rồi mà. Dọn hả? Thôi luật sư gì đây? Luật sư gì đây? À, dì không biết hả? Không sao, tôi cho dì biết. Tôi định thâu lại mảnh đất của dì để phát triển. Tháng sau tôi sẽ cho người tới dỡ nhà. Dỡ nhà? Rồi tôi ở đâu? Ờ, ở đâu chị tự suy nghĩ đi. Mấy người nói cái gì vậy? Căn nhà của bà nội tôi mà. Các người có lý do gì mà đuổi bà đi chứ? Dì Tư à, ai vậy? Ờ, đây là cháu nội của tôi, ấy anh đó. À, con gái của anh quê hả? Không những là người lớn lên mà tiếng cũng lớn hơn đó. Nè, tóm lại một câu, chuyện này không do cô quyết định đâu, mà do các phụ lão trong làng quyết định. Đám phụ lão các người nói sao là sao hả? Căn nhà này của ông cố tôi truyền lại cho bà nội của tôi mà. Không tới phiền các người quyết định đâu. Ờ, đồ quỷ cái, cũng miệng lưỡi lắm chứ hả? Chúng tôi nể mặt cho thằng quê, mới tới báo cái tin này thôi. Tháng sau nhất định phải dỡ nhà. Nè các người làm thử coi. Cái gì? Hù chúng tôi hả? Cái chuyện gì từ từ bằng Thảo, không cần nóng giận đâu. Uống trà đi tôi đãi cho. Chuyện gì đây? Còn đãi họ uống trà nữa hả? Không sao đâu. Nè, tôi cho các người biết, chúng tôi không uống trà đâu. Tóm lại các người phải lo liệu. Tháng sau là chúng tôi dỡ nhà. Đi. Nè các người thử đi. Dỡ nhà tôi sẽ báo cảnh sát đó. Họ không nói luật pháp mà. Đúng rồi. Họ không phải không nói luật pháp, mà họ chỉ nói là luật pháp từ đại nhà Thanh định lại. Anh à, chú Đạt là trưởng bối, cháu cũng đừng có vô phép quá như vậy. Bà nội cháu hiểu mà. Tại ông vô phép thôi. Cháu chỉ nói lý lẽ thôi mà. Ê đừng có ồn, đừng có ồn. Nghe tôi nói đã. Nói lý lẽ là cô đúng. Nhưng mà nhiều khi người ông không nói là tôi nói sai chứ. Tôi không nói là cô sai. À, vậy thì đâu có vấn đề. Cháu không có lỗi mà. Có phải không? Bà nội à, con đi thay đồ nha. Đúng là mấy con đầm mà. Không biết tế thái nhân tình. Dì Tư à, nó cũng có lý lẽ không phải lỗi hết đâu. Thuận à, chuyện này anh phải nghĩ ra sao? Đây là chuyện trong lòng của dì, cả người ngoài khó mà xen vào. Tôi nghĩ hay là kiếm chú Đạt về rồi, bình tĩnh là trò chuyện, chắc có chỗ xoay sở mà. Mong được như vậy. Có những chiều dừng nắng cuối thôn. Quay vậy, có thiệt hay không? Sao mà nhiều giấy phạt quá vậy? Anh nhìn cho kỹ các biên nhận đi, không mắc mớ tới tôi đâu. Tôi đâu có tới mấy chỗ này. Còn nữa, giờ giấc bị biên phạt không có phải trong ca của tôi mà. À phải. Kỳ quá hả? Không lẽ thằng Toàn đón mời vô dụng thôi. Liên lạc với anh hỏi cho rõ ràng đi. Thôi đừng nha. Để tôi điện thoại giùm anh. Thôi đừng nha. Đừng mà. Đừng để chuyện nhỏ quá lớn. Ờ, anh với anh Toàn thì thấy ái ngại, rồi nhận được biên nhận thì tới kiếm tôi. Về nghĩa lặng hiếp tôi thôi. Hề chị Nga à, tôi không phải ý này. Anh Thuận à, làm người tốt không phải là không nên. Anh giúp bạn bè thiệt là đúng, nhưng mà nhiều khi phải lo cho bản thân của anh chứ. Anh không nói với anh làm sao mà biết được. Chị biết không, chúng tôi là anh em. Tôi còn mảnh vô nghệ đã 20 mấy năm rồi. Vì mấy tấm biên phạt này mà thanh toán rảnh không thấy hẹp hòi sao? Đây không phải vấn đề hẹp hòi hay không. Anh phải nhắc nhở ảnh lái xe phải cẩn thận. Vợ ảnh đã mang bầu rồi, anh phải lo cho nhà của ảnh chứ. Vậy thì phải. Nhưng mà tôi có chừng mức mà. Anh Toàn số điện thoại số mấy? Để tôi hẹn giùm cho anh cho. Như vậy thì ngại lắm. Cứ nói ngại lắm, để tôi hẹn giùm cho anh. Quay quay. Tôi biết lo liệu mà. Tôi sẽ kiếm anh trò chuyện. Xin lỗi nha. Tan sở rồi, xe khác đi. Ý dạ, anh là... Quen biết cũng phải trả tiền đó. Ê, đừng có như vậy mà. Đừng có gì đàn bà mà. Ý, sẵn anh cũng được nghỉ. Thôi mình cùng nhau đi chơi nha hả? Đi chơi với cô coi tôi đi được sao? Ê, điếm được hay là điếm cái cũng mặc. Tôi đãi mà. Coi cái mặt anh hầm hầm như vậy. Đi chơi với tôi đi. Đi thì đi. Không phải điểm cao là tốt đâu, có biết chưa?
Nếu mà tôi thấy không tốt à, 300 điểm à, cũng vô dụng thôi. Tôi thử cho cô coi. Ê, tư thế cô à, không được chính xác lắm. Nhiệt thân á, nhiệt thân quan trọng lắm. Cho nên phải nhiệt thân. Cái hồi nãy sai rồi. Trái bên này tốt đó, nhất định có thể trúng. Mình đang đua xe đó, anh không phải đi đón khách đâu, không bị ai chụp hình đâu mà. Không ngờ cô còn trẻ em lại thích coi mấy gian hàng bán đồ cổ. Trung Quốc đã có lịch sử mấy ngàn năm, các đồ cổ này đáng giá lắm đó. Làm người mình phải có nhận thức chứ. Ông chủ à, ông chủ, tôi muốn coi về chuyện này. Anh thích về chuyện này lắm hả? Ui, có thấy dây này đi với miếng ngọc này hay không? Đẹp, có thích hay không? Thích. Thích thì mua đi. Wow, 3.800, mắc quá đi. 3.800 thì 3.800 chứ. Mua được đồ mà anh thích mà. Mua đi. You gotta do what you want to do. Biết không? Muốn làm gì thì làm đi. Mua đi mà. Ba ngàn tám thì mắc quá đi. 380 thì vừa. Anh đã nói mười mấy lần rồi đó nhờ. Miếng ngọc cũng đâu có rẻ tiền. Nếu mua một dây chuyền đẹp hơn để đi với nó, có phải là tốt không? Miếng ngọc đó cho má của tôi tặng cho tôi. Tôi định là mua sợi dây chuyền để mà đeo cho đẹp một chút. Để mai mốt tặng cho người ta. Cô nói gì? Cho người yêu của anh hả? Sao cô biết? Tại vì ban đêm tôi hay xem mấy phim cải lương, thấy mấy anh thư sinh thời xưa thường hay tặng mấy miếng ngọc cho người yêu để làm quà lễ đính hôn đó mà. Ê cô thì thông minh. Thì ra miếng ngọc không đáng giá đâu. Chỉ là bà nội tôi truyền lại cho má tôi. Rồi má tôi trước khi chết đưa lại cho tôi. Biểu truyền lại cho vợ tôi, để vợ tôi tặng lại cho con dâu tôi. Má của anh thiệt là tình dài. Bà má tôi sống răng lòng tóc bạc hết kiếp người. Tôi cũng mong có cơ hội được như họ. Anh thiệt là lạc hậu quá đi. Cái gì? Tôi nói là anh suy nghĩ lạc hậu quá đi. Nếu không được vui vẻ thì sẽ chia tay mà. Nếu không được vui vẻ mà vẫn phải ở suốt đời suốt kiếp thì khó chịu lắm. Thiệt ra dù làm bạn bè hay là làm anh em, có đôi lúc gây gỗ cũng không được vui vẻ mà. Nhưng mà thời gian qua đi, giải quyết xong vấn đề thì cảm tình còn có thể tiến thêm bước. Đôi bên ở với nhau, không phải ai chỉ có nhường nhịn, mà phải biết sự nhau thật thà. Có cái gì thì phải nói ra, đừng có để ấp ủ trong bụng, đúng không? Nếu vĩnh viễn chỉ đem khuyết điểm của đối phương đi chầm biếm, tôi nghĩ thế gian này không có ai là bạn của cô nữa. Vậy có nghĩa là nếu như anh có thể tiếp nhận được khuyết điểm của người ta và có thể để thắng được ưu điểm của người ta, như vậy thì sẽ được ở nhau dễ dàng hả? Trên nguyên tắc có thể nói vậy. Nếu như vậy, bạn bè sẽ không gây gổ, người tình sẽ không chia tay, vợ chồng sẽ không ly dị hả? Cũng không thể được hoàn mỹ như vậy. Nhưng mà tôi thấy ít ra có vấn đề xuất hiện thì đôi bên phải kiểm thảo một chút. Như là nói những người muốn ly dị, tôi không biết họ có nghĩ tới những chuyện mà họ đã thề trong lúc đám cưới, có phải làm đủ rồi chưa? Nếu mà làm đủ mà vẫn thấy đôi bên không thể nào ở chung với nhau thì tôi thiệt là hết lời. Nếu chưa hề làm mà đã ly dị, tôi thấy khi họ đám cưới chỉ là lừa gạt thôi. Anh đã có học hành cao chứ hả? Tiểu đệ từ nhỏ nhà nghèo, ít có đi học, chưa tốt nghiệp tiểu học, không khác gì một chữ. Nhưng mà những chuyện anh nói thiệt là có lý lẽ đó. Có lẽ vì tôi lớn tuổi, lái taxi để nhìn thấy được nhiều người làm việc sớm, tiếp xúc được xã hội này nhiều. Như vậy đã chứng minh kinh nghiệm đời người rất là quan trọng. Tôi cũng nghĩ là vậy. Wow, thế ăn bánh này như là thú vị lắm vậy đó. Anh thích ăn bánh này sao? Thực ra tôi thích ăn cơm, chỉ là đôi lúc ăn một bữa cũng thấy đã lắm chứ. Nè,
ăn bánh nướng xong mình đi cine nha. Rồi thì mình đi xe hóng gió. Được. Tôi phải lái đó nha. Cô có được không? Được. Bộ anh đã quên là khi đua xe tôi đã thắng hay sao? Vậy à? Vừa rồi chỉ là chơi TV game thôi. Cô ở Anh Quốc về đây lái xe phải có bằng lái quốc tế. Vậy là được rồi. Tôi đã có một bằng lái quốc tế siêu cấp của French Charles phát cho tôi mà. Có phải là của ông hoàng đế gì không? Hả? Của ông thái tử. Tôi quen biết với ảnh mà. Chúng tôi chơi thân lắm, cho nên ảnh đã phát cho tôi. Dễ dàng lắm thôi. Vậy sao? Quên nè, nè, cẩn thận nha. Nè, cẩn thận nha, có chừng đó. Lấy ngay chút, lấy ngay chút, có chừng nha. Không mày muốn lần đâu, nè. Được rồi mà. Quay, nè. Cô có bằng lái không? Hả? Đi bà, nè, có chừng đó. Tâm đi. Nè, quay, nè. Nè, được rồi, được rồi. Tâm đi bà. Nè, nè, có chừng đó. Có chừng đường, mở đường, mở chừng. Quay, có chừng đó. Đừng có lo. Mẹ quá. Tâm đi, tâm đi. Mẹ quá. Quay, nè, có chừng. Quay, quay. Yên tâm đi bà, tôi đừng nói. Quay, bây giờ là đây. Tôi xuống dưới kìa. Bây giờ là tôi kìa. Chúng ta thì không phải là nguy hiểm như vậy chứ. Không sợ chết thì không nguy hiểm. Lăn xuống dưới là tàn sườn nát thịt đó. Gọi gấp, gọi gấp. 810 gọi tổng đài. 810 gọi tổng đài. 810 gọi tổng đài. Chuyện gì 810? Nghe cho rõ. Tôi là Thuận Mập. Tôi là Thuận Mập đó. Tôi đang ở dưới bãi Thanh Thủy, ở trên vực thẳm gần ở bãi Long A. Đã xảy ra tai nạn, bị dưỡng ở đó. Báo cảnh sát giùm tôi đi. Mau mau giùm đi. Nghe rồi. Cảm ơn. Báo cảnh sát rồi là ok. Nghe nói cảnh sát ở Hồng Kông làm việc nhanh tay lắm mà. Lúc biên phạt là vậy. Không ngờ là anh cũng biết nó chơi nữa. Tôi muốn khóc đó. Lúc khóc lóc á, chiếc xe sẽ như cái tăng nhảy xuống dưới. Tôi không khóc đâu. Tôi cũng phục anh lắm mà. Tôi càng phục cô hơn. Có bằng lái quốc tế siêu cấp à. Sao lái xe kiểu này vậy? Xin lỗi nha. Tôi không có bằng siêu cấp đâu. Vậy nghĩa là chỉ có bằng lái xe Anh Quốc? Cũng không có luôn. Không có bằng hả? Đừng nói chuyện với tôi nha. Ai mà biết anh dễ bị lừa gạt chứ. Anh giận tôi hả? Không mong mơ tới cô, tôi xui thôi. Anh hên lắm mà, sao lại xui chứ? Hồi sáng thức dậy, chùi trán hoài không có được, biết là xui rồi. Tôi cũng xui, nữ thần may mắn này, ngày hôm nay thì không được may mắn một chút nào. Đừng nha. Sao hả? Thì ra, khi mà con người đứng trước tử vong đó, hiện thời thấy có nhiều việc chưa có làm, không muốn chết, có nhiều việc cảm thấy hối hận. Anh có hối hận gì? Anh có thể sám hối với tôi mà. Tôi sám hối với cô? Cô là linh mục hả? Không phải. Tôi thấy con người của anh cũng dễ thương lắm. Tôi muốn nghe tâm sự của anh thôi mà. Bốn mươi tuổi rồi, làm việc gì cũng suy đi nghĩ lại, nghĩ là làm việc này có lỗi với bạn bè không, làm việc kia có tốt với mình không, việc gì cũng suy đi nghĩ lại, không biết sao tánh mình lãi nhãi như vậy. Thực ra làm người có nhiều việc, thấy không có lỗi với người ta thì cứ đi làm đi, có phải không? Mình đâu có hại gì tới người ta đâu, có phải không hả? Tôi thì không được, làm người không có bài bấm chút nào. Nè, như là muốn mua xe dây chuyền đó, thích lắm mà, nhưng mà cái suy đi nghĩ lại, do dự đã nhưng không mua. Như vậy mai này đừng có suy đi nghĩ lại nữa. Nếu thế nên làm á thì làm đi. Tôi thì không lạc quan như vậy. Tôi thì khác. Có lẽ cô sinh hoạt ở nước ngoài, có cá tính giống như là mấy con đầm con, cá tính cởi mở, thích làm gì thì làm, nên cô được vui vẻ nhiều hơn. Nhiều khi những việc tới tay không phải lý tưởng của mình thì cũng bị thất vọng lắm. Nếu không phải vậy, có lẽ tôi cũng không tới Hồng Kông.
Bạn trai của tôi, anh nói với tôi là anh thích tôi lắm. Nhưng mà tại sao anh lại đi chung với những đứa con gái khác? Tôi không hiểu. Có lẽ là anh đúng. Hay là tôi nên bắt chước ảnh quen biết thêm nhiều con trai khác. Như vậy có lẽ công bằng hơn. Phải không? Lăng nhăng lại nhai hồi không biết nói gì. Hết chuyện rồi, thôi bỏ đi. Anh à, sau khi chúng ta ra ngoài, anh có việc lý tưởng gì mà anh muốn làm hay không hả? Đừng nói với ai nha. Tôi muốn cưới lại người vợ. Ê, tôi cũng giống như anh. Điên rồi, đàn bà con gái cưới vợ làm gì? Tôi cưới chồng mà. Kiếm được một người tốt nhìn cũng đỡ lắm chứ. Có mua đồ gì muốn dỗ ngọt tôi à? Ai mà gạt anh, tôi thấy anh cũng dễ thương lắm mà. Ê, cô thương tôi hả? Dễ thương? Anh đừng có méo mó từ ngữ nha. Ê, anh dễ thương là vì anh tốt tánh thôi. Tôi biết, cô chơi vui thôi. Không chịu chơi hả? Được mà, tôi chịu chơi mà. Gọi về tổng đài. Hiện đang làm việc của cảnh sát Hồng Kông thì là cao chứ. Có lẽ là may mắn, vì cô là nữ thường may mắn. Con biết ba má muốn con cưới vợ, nhưng không có người cũng hết cách thôi. Đi kiếm đại một con hả? Được ngủ chung với nhau cũng không thể qua hết kiếp. Tới ngay. Tôi là cảnh sát. Chỗ này có phải có một ông tên là Hà Thuận không? Tôi đây, có chuyện gì? Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan tới một vụ tai nạn giao thông, cán trúng người rồi bỏ chạy. Mời ông ta chúng tôi về thì cảnh sát giúp việc điều tra. Xe bay à? Tôi nghĩ làm lẫn rồi. Xe tôi tới qua xem chú là đâm xuống bãi vực thẳm ở Bài Long à? Sao có thể cán trúng người ở bên Hồng Kông chứ? Vậy sao? Dĩ nhiên không tin. Có thể hỏi lại mà. Tối qua các anh lấy khẩu cung cho tôi. Là họ Châu, sếp Châu đó. Sếp Châu hả? Phải. Vậy số xe của anh có phải là EN2968 không? Phải. Chờ chút đi. Sư huynh à, anh mập này nói là không có máy tính. Hay là điện thoại về hỏi thử coi. Thiệt xui xẻo quá mà. Không ngờ tối qua xui, hôm nay xui hơn. Được được, cảm ơn. Chúng tôi điều tra qua rồi. Cái vụ cán người không có mắc mới tới anh. Tôi rửa thoát tội quan, tôi đi được rồi chứ? Chưa đâu. Có chuyện gì? Bây giờ chúng tôi nghi ngờ anh đem giấy phép xe tách làm hai bản để dùng vào một chiếc taxi khác. Không đâu sếp à, làm ơn điều tra kỹ đi. Không cần quản hốt đâu, ngồi xuống đã. Nè, chúng tôi đã coi lại kỹ lắm rồi. Hôm qua anh lái chiếc xe EN2968 xảy ra tai nạn ở gần bãi Long Nga. Phải. Nhưng mà cùng lúc đó có người lại nhìn thấy một chiếc xe taxi EN2968 cán trúng một bà cụ quanh chài rồi đã bỏ chạy đi. Không thể nào, không thể nào đâu. Hay à? Chuyện gì? Hèn chỉ dạo này tôi đã nhận được nhiều biệt phạt tào lao như vậy. Ai mà chơi tôi đây hả? Nè, chiếc taxi của anh ngoài việc mình đã lái ra còn có cho ai thuê không? Có. Khai hết tên ra đi. Không có, không có. Quê, vừa rồi anh nói có mà. Có. Không không, tôi chơi nó hết mà. Tôi nói là có khỉ khô, chắc là thằng nào từ lúc tôi đi vắng lén vô xe của tôi, xong rồi xé đi dây thăng mạnh của tôi xuống, rồi chơi tôi không chừng. Tôi nghĩ là có ma phá tôi đó. Xin lỗi, khuya vậy mà gọi chi ra? Phải, bé Kiệt ngủ rồi à? Ngủ rồi. Có chuyện gì? Sáng mai tôi còn phải lấy ca sáng đó. Chuyện gì? Tôi mới về tính đi cảnh sát để mà cho khẩu cung. Chuyện gì? Cảnh sát nói với tôi là giấy thông hành của xe tôi bị người ta tách ra làm hai. Nghĩa là có chiếc xe dùng giấy thông hành của tôi cùng lúc đi ở ngoài phố. Taxi ảo ảnh hả? Anh nghi ngờ tôi? Không phải. Sao tôi nghĩ vậy? Chỉ là tôi định kiếm chị để mà bàn thảo thôi. Vậy tại sao không thấy anh kiếm anh Toàn để bàn thảo? Kiếm chứ. Kiếm chị xong mà tôi kiếm ảnh ngay. Vậy cái gì bàn thảo đây? Thực ra chị có hay không? Có lấy giấy thông hành của xe anh bán cho xe khác phải không? Chị đừng bực bội. Chị biết tôi. Tôi không phải. Tôi không có phải mà. Tổ chức xong rồi mới nói có phải không? Nghi ngờ tôi hả? Không phải, tôi không phải ý này.
Như vậy là cái ý gì? Tuy là tôi bị nghèo mà, nhưng mà tôi không hề bán rẻ bạn bè đâu. Tôi hiểu con người cô, tôi tin cô mà. Tôi đây không có mặt anh. Nói hết chưa? Tôi đi à. Nga, Nga à. Xin lỗi nha. Anh có biết là con người của anh khuyết điểm lớn nhất là cái gì hay không? Là mập. Là lỗ tai mềm, lại mềm lòng. Bị người ta nói vài câu thảm thương thôi là tin người ta. Làm người như vậy bị thiệt thòi lắm đó. Tôi biết. Như vậy anh phải sửa đổi chứ. Tính tôi vậy mà. Tôi thiệt hết cách rồi. Bé Kiều nó nói là dạo này thiệt là muốn gặp chú Mập lắm. Nó nói là nhớ ổng lắm. Biểu ổng có rảnh rỗi thì lên uống canh ăn cơm. Được, tôi sẽ lên mà. Có tiền không anh Thượng? Anh nghi ngờ tôi. Anh không cần bực bội, tôi tới hỏi anh thôi. Anh coi nè, cả sắp biên phạt đó. Ừ. Anh nói sắp biên phạt này là của tôi à? Chiếc taxi chỉ ba người lái, tôi không hề bị phạt. Còn Nga nó không phải của bà. Cho nên là nghi ngờ tôi. Tôi hỏi cho rõ ràng thôi. Anh Thuận à, tôi là thằng Toàn này không có nên thân, nhưng mà quyết không có hại bạn già đâu. Cái sắp giấy biên phạt này không phải của tôi mà. Nói vậy là được rồi, không phải anh, không phải tôi, không phải con Nga. Cảnh sát chắc chắn làm đứng, dùng để cho họ bị họ điều tra rõ ràng được rồi. Điều tra đó, nếu không tôi thật bị chết không có minh bạch. Đừng có la lớn, coi chừng định thức vợ vậy đó. Ừ, bà chưa có về đâu. Khuya về cho vợ sắp sanh rồi mà còn ra phố à? Ai biết. Phải đi đánh bài không? Coi có nhà bạn không? Alo, Dân hả? Mất dịch. Uầy, điên rồi sao? Buông tôi ra đi. Con mẹ này không đánh không được đâu. Tránh ra. Đừng cản tôi. Bà có thai đó. Anh hại tới mình anh thôi. Thôi được rồi, đừng đánh trống lảng nữa. Nói lại chuyện đàng hoàng đi. Các anh muốn sao? Món nợ của vợ anh định xử sao đây? Tiền thì không có đâu, có cái mạng đây nè. Ê, chúng tôi làm ăn đàng hoàng, lấy tiền cũng lấy mạng. Làm ăn đàng hoàng, phô tô giấy thông hành rồi làm taxi ảo ảnh, vì làm ăn đàng hoàng sao? Anh Mập, anh cũng biết nhiều chuyện lắm chứ. Muốn người ta không biết trừ phi đừng có làm. Biết rồi làm sao? Tôi chỉ là thúc đẩy sự phát triển của giao thông thôi. Một tấm giấy thông hành mấy triệu bạc, chỉ xài trong một chiếc xe không thể lãng phí sao? Cho nên tôi tải nó làm hai. Có gì là không ổn? Như vậy thì bất công với chủ xe cũ. Thế gian này có chuyện công bằng hay sao? Nếu có công bằng, bà Toàn cao tay như vậy đâu có việc dáng nào cũng bị thua. Vậy nghĩa là anh thừa nhận cái vụ taxi ảo ảnh là anh gây ra có phải không? Chuyện gì? Lớn tiếng như vậy muốn hù ai đây? Dùng này tụi tao làm đó, làm gì tao? Cảnh sát, cảnh sát, đứng yên, cảnh sát đi. Bây giờ đã hết chuyện rồi. Phải, tôi với anh Toàn thì hết chuyện. Còn bà thì không có dám bảo đảm đâu. Anh Toàn. Toàn cái gì? Ngày mai lên phòng luật sư ký giấy ly dị. Xin đừng với anh Toàn. Buông cái tay ra. Bà báo hại tôi đã đành rồi, còn báo hại luôn bạn già của tôi nữa. Tôi phải ly dị với bà. Anh Toàn. Toàn à, Toàn. Anh Thuận. Chị à, đây là chuyện nhà chị, tôi giúp không được đâu. Anh Thuận. Anh Thuận, bỏ mặt bà đi, đi uống bia. Anh Toàn, anh Thuận. Ê Toàn, đi uống rượu thiệt hả? Cần chọn ngày sao? Người đó là vợ của anh đó. Đã báo hại tới anh mà. Người ta thường nói không quán thì không thành vợ chồng. Đã làm vợ chồng mà không nhiều thì ít, cũng có duyên phận nữa mà, phải không? Dù ai gây gỗ à, về ngủ nhất là hết chuyện rồi. Đừng có như vậy. Đi. Uầy con mụ kia, bây giờ anh Thuận thứ lỗi cho bà chứ không phải là tôi đâu nha hả? Đừng nói vậy. Anh Thuận, tôi biết lỗi rồi. Anh Toàn, em biết lỗi rồi. Từ nay anh chị đừng có cờ bạc nữa. Anh Toàn cố gắng kiếm tiền, còn chị cố gắng làm gì trong nhà, âu yếm hết kiếp vậy là tốt rồi. Uầy, bây giờ khuya rồi à, chị đã mang bầu, về nghỉ sớm đi. Hả? Anh Thuận à, tôi thì không biết phải nói gì với anh nữa. Vậy thì khỏi nói. Vậy, như vậy tôi đi nha hả? À, đi. Đi về đi, ngủ ngon. Anh Thuận à, lần này tai qua nạn khỏi thì là phải giết gà con Bồ Tát đó. À, sao lại không có chuyện gì? Chiếc xe bị giữ lại điều tra, không biết chừng nào mới trả về cho làm việc. Hey, không mắc mớ tới anh mà. Anh cần gì lo lắng chứ? Sớm muộn sẽ lấy được chiếc xe lại rồi làm việc mà. Anh thường hay nói quan trọng nhất là được bình an thôi. Nè anh Thuận à, anh thiệt phải cho tôi coi đó, xui quá mà. Có cần tiền không? Nè, tôi không thâu tiền, đãi nước uống đi. Anh Thuận à, nghe ở trên đài nói là hôm đó anh bị tai nạn, nhưng mà không phải chỉ có mình anh trong xe, có phải không? Hey, đứa nào xí soạn vậy? Uầy, có phải chị Nga không? Nga cái đầu của anh. Uầy,
Nghe cảnh sát nói là hình như trên xe có người đàn bà đó. Ồ, tôi biết là ai rồi. Ai vậy? Qua mập đó, chuyên môn tài xế taxi. Mập vậy không phải à? Ê, sợ chị ngại với lỗ tai à? Tôi lo bị ai anh hiểu lầm thôi. Ai anh là ai vậy? Ai vậy? Ý, kêu tôi hả? Ê, anh Thuận, bạn bè của anh hả? Để tôi giới thiệu. Chú Hải, anh Thành, anh Vinh, chú Sương, cháu gái của chị Tự đó. Còn có tôi nữa nè. Còn tôi nữa. Còn chị. Tôi tên Nga, đã gặp mặt rồi chứ. Tôi tên là Ái Linh. Lần trước thiệt xin lỗi nha. Không sao đâu. Chị quen thân với anh Thuận lắm hả? Con người của anh Thuận dễ thương lắm. Tôi đi toilet một chút. Chị không ngại chứ? Không ngại. Mời Tự Nhiên. Các chị cứ trò chuyện Tự Nhiên nha. Tôi giúp việc bà nội. Quay tao hoài nha. Wow, thì là tuổi trẻ đẹp đẽ hoạt bát tuyệt vời đó. Quay, còn một người á thì là hiền lương thục đức, mua một tặng một đó. Là cái lũ trẻ vậy hả? Nè, rồi coi ai chết trong tay của ai. Còn nói tiếp là các anh chết trong tay của tôi. Quay, ra tay. Quay, phá cả tôi đã kiếm chú mấy bữa nay rồi. Nè, tôi cho chị biết, hôm nay đã tới ngày dọn rồi. Chị không dọn thì tôi dọn giùm chị. You try, I call the police. Mày nói cái gì? Ông thử đi học rồi ông sẽ hiểu. Ê chú à, có chuyện gì từ từ nói. Anh là anh hả? Anh lại đi. Tôi là Hà Thuận, bà của dì Tư. Vậy bây giờ muốn sao? Không có gì, láng giềng hàng xóm mà, có chuyện gì nói bằng miệng đi, ra tay mất lịch sự lắm. Đừng có nói nhiều. Mảnh nước này hôm nay tôi nhất định thâu gì. Các người không dọn tôi sẽ dọn giùm các người. Mấy đời tôi đều ở đây mà, dọn cái gì? Phải, nhà tổ của dì Tư mà, có lầm lẫn không? Theo hương lệ của chúng tôi, tổ nghiệp truyền trai không truyền gái. Bây giờ thằng Quê bị chết, dĩ nhiên mà đất này thuộc về người chú họ chứ. Có cái gì lầm lẫn đi? Thiệt là hoang đường. Ông mà không đi, tôi không có nể tình đâu. Tao cho mày biết nha, tao không những là công đi, còn phải dỡ luôn cái chỗ này. Coi mày không nể tình kiểu nào. Dỡ tay. Dạ. Quay, quay, nè, 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 quay. Thiệt xin lỗi nha Thuận, báo hại anh phải lên tiên cảnh sát. Không sao, không ai muốn mà. Biến vậy rồi tôi không hé canh nhà Huệ đó thì không xảy ra chuyện này. Cũng tại cháu thôi, nóng nảy quá mà. Bà nội nói vậy sao được? Đâu phải lỗi của cháu, họ tới phá nhà của cháu mà. Cháu đâu thể nào đứng đó mà không có làm gì hết chứ. Thuận à, bây giờ phải làm sao đây? Không thể nào trách hết ái anh đâu. Thái độ chú Phát vừa rồi cũng quá đáng thiệt. Phải rồi. Nhưng mà vậy, nếu mà hồi nãy chúng ta có thể nhường bước. Ê, ý, nhường, cứ nói là nhường. Đâu phải là lỗi của mình chứ, tại sao phải nhường cho họ? Cô không nhường thì đến nông nỗi này, phải lên thì cảnh sát mỗi ngày, tới trình diện, rồi thì thư kiện đủ thứ hết. Bà con biến thành kẻ thù, từ nơi gặp mặt thì ghét nhau, chuyện giải quyết không xong, có lợi gì? Xin lỗi. Cô là ai? Tôi là nghị viên của tòa lập pháp Trường Hiền. Vào thứ tư tuần sau, tôi sẽ đề ra một thảo án phản kỳ thị ở tòa lập pháp. Mắc mớ gì đến chúng tôi? Tôi biết các vị có gây gổ về sản nghiệp của Hương Lệ, truyền trai không truyền gái với người ta. Cho nên tôi tới coi có thể giúp được gì hay không. Cái đám người đó hả? Thiệt là giả màng. Chúng tôi phải tiêu diệt họ mới được. Tôi chỉ là nói chơi thôi. Cảm ơn nhiều nha. Chúng ta có thể bàn thảo chung mà. Được, mời qua bên này nha. Xe của tôi ở bển. Đi. Cô thì là ma giáo à? Như vậy mà gỡ lại được à? Lúc mà tôi không nóng nảy thì cũng thông minh lắm. Cô thì smart, tôi đừng đồn. Uống trà, uống trà. Uống trà. Thiệt là cao quá, thiệt là thoải mái. Thuận à, không ngờ anh nói chuyện giỏi thiệt chứ. Vừa rồi nói chuyện với Trường nghị viên thì có lý lẽ quá đi. Chị Tư khen làm người rồi. Ái Linh mới giỏi đó. Cái khúc mà nói chuyện với Trường nghị viên bằng anh Văn khiến cho cậu gật đầu lia lịa, lợi hại lắm đó. Em nói anh Văn dĩ nhiên là lưu loát rồi. Không phải khen cô nói chuyện lưu loát, mà khen cô còn rẻ tuổi như vậy mà có thể nói ra lý lẽ này. Có học cao thì khác hẳn mà. Con nít đừng có khen quá sẽ hư. Chị đó mà. Nhiều lúc em cũng hơi nóng nảy. Như vậy cô có biết nhịn nhất thời thì sống lặng như tờ, lùi bước thì trời đất mênh mông không? Biết mà, Châu Nhuận Phát đóng cái phim ngục tù gì đó có nói mà, có phải không? Cũng có casino chứ hả? Vậy cô có hiểu ý gì không? Em hiểu. Mà em cũng nên cảm ơn anh là anh cứ chỉ bậy cho em. Không phải chỉ bậy cháu mà chỉ dạy cháu. Nói sao có không sao mà. He very great guy. Hey, cứ kêu tôi là cái gì tôi tưởng là cái đó. Thì đã tối rồi, không quấy rầy gì nghỉ ngơi, đi trước nha. Cẩn thận. Được, bye bye. Em đưa anh. Được, đi. Con đường này tôi đã đi quen rồi, cần gì phải đưa.
Sẵn em cũng muốn ra thở một chút, không có sao đâu. Thật ra em chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Anh cứ chăm sóc cho em và bà nội. Quà khá sao vậy, có phải bạn không? Bạn bè thì cũng phải nói như vậy chứ, có phải không? Đừng nói thêm nữa, tối nay ngủ sớm, sáng mai tới nhà tôi với Biểu Ngữ. Ok. Good night. Good night. Ái anh. Hi. Sorry, tối hôm qua ngủ không ngon nên về trễ. Không sao, vô đi. Đã có đám bạn tới giúp rồi. Hi. Hi. Đúng rồi, hai người làm bên này, tôi làm bên chú Hải nha. Đúng rồi, đi. Nè, phụ đi. Hey. Chỉ giết được biểu người chú qua thôi, còn chữ anh chờ cô giết. Ok. Có bộ là Trung Anh hợp tác. Quan hệ khá lắm chứ. Uầy, như vậy là Trung Nga dẹp tiệm hả? Chưa chắc, nhưng mà không có được lạc quan. Uầy, tôi còn tưởng là anh Thuận với chị Nga khó thoát rồi. Bên kia lăng nhăng lại nhả nói gì đây? Chúng tôi nói xấu anh thôi. Xấu gì mà nói? Nói anh là anh hùng xạ điêu. Còn là một đá hai chim nữa. Cái gì là một đá hai chim? Bỏ mặt họ, mấy tên này hay nói bừa bãi lắm. Nè, hết sơn đỏ rồi. Ở dưới bếp tôi lấy cho cô. Ê, nè, để em đi lấy. Trên hộp tủ đó. Nguy, tôi đã quên rồi. Cái gì? Con Nga đó. Nguy, vậy là anh Nga đại chiến. Đại chiến đó nha. Tới ngay. Ê, Nga. Anh Thuận. Vô đi. Xin lỗi nha, tôi đã tới trễ. Không trễ đâu. Cái chị mẹ coi. Ý, chị làm dây chánh mà không biết à? Ăn cơm đi. Ăn cơm. Dây chánh gì? Tôi không biết đâu, anh Toàn làm biên kịch mà. Chị Nga, chị đã tới hả? Xin lỗi nha, tôi cũng biết chị tới cho nên đã mua thiếu một phần rồi. Ý, không sao đâu, sẵn em cũng muốn ăn bánh nướng mà. Cần chị ăn bánh nướng hay không? Cô cũng đâu có phải là ăn nhiều lắm đâu. Nè, Trung Nga hợp tác, hai hộp cơm, ba người ăn đi. Không cần đâu, tôi cũng thích ăn bánh nướng, để tôi mua. Uầy, nè. Vậy là dư ra hộp cơm rồi. Thì để tôi ăn luôn, tôi ăn dữ lắm. Không sợ mập sao? Tôi thích làm Nga mập. Phải đó, em nghĩ chị Nga mập lên trước chắc đẹp lắm. Cảm ơn. Khuya vậy không cần đưa đâu, đưa anh đi. Ai anh không cần tôi đưa mà. Nó nói nhà xa quá, chuyến đi chuyến về tiền mất công. Con nhỏ này không thiệt ngộ nghĩnh dễ thương. Được tự lập, được thẳng thắn. Tôi nghĩ mấy này giúp được cho chồng nhiều lắm. Anh Thuận à, thật ra ăn bánh nướng lâu lâu một lần thì ăn được. Nếu ăn thế cơm dài hạn thì không xong. Anh phải suy nghĩ cho kỹ đó. Không phải đâu, bánh nướng ăn ngon lắm mà. Hèn chi ấy anh có thể ăn thế cơm. Cổ từ nhỏ tới lớn ở ngoại quốc, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Chúng ta đều là con người thì biết thích nghi với hoàn cảnh. Chúng ta đều là người, chỉ là anh ấy là một người cũng như là củ khoai lang, da vàng ruột vàng. Còn cổ thì như một trái chuối ngoại quốc, vỏ vàng ruột trắng. Vậy thì phải. Đi trước nha. Thứ tư rồi có tới không? Để coi sao. Củ khoai vàng, chuối ruột trắng, dò lại anh đóng. Giống như đóng phần gì. Ái anh, đừng có quấy rầy tới tôi. Anh về kiếm con Mimi của anh đi. Ái anh à, anh không có gì con Mimi đâu. Ái anh à, anh với con Mimi thì không có gì đâu. Ái anh à, nghe nói đi. Anh đã đi máy bay mười mấy tiếng qua kiếm em. Em không cho anh một phút đồng hồ sao? Nè. Cảm ơn các vị tới ủng hộ. Quay, thành thể thật lớn chứ. Phải rồi. Nè, mình phải tiếp tục đó nha. Có gì kiếm chúng tôi giúp nha. Ok. Nhớ nha. Phản đối kỳ thị phụ nữ. Tranh thủ quyền ích phụ nữ. Trả chúng tôi truyền thống ngương lệ.
phản đối sửa đổi hương lệ. Trả chúng tôi quyền thống hương lệ. Phản đối sửa đổi hương lệ. Phản đối kỳ thị phụ nữ. Phản đối kỳ thị phụ nữ. Tranh thủ quyền ích phụ nữ. Tranh thủ quyền ích phụ nữ. Phản đối sửa đổi, phản đối sửa đổi hương lệ. Phản đối sửa đổi hương lệ. Phản đối, phản đối. Phản đối. Phản đối. Đợi đi. Đợi đi. Đợi đi. Phản đối. Làm gì? Anh Thuận, tôi nghe được radio sao đến nông nỗi này vậy? Cô ấy ra sao? Bởi vì đang kiểm tra, mong cô không sao. Cũng tại các người mà thôi. Cái gì cũng không biết, bày đặt đi biểu tình. Stupid. Anh là ai? Tôi là bạn trai của ái anh. Nếu như ái anh bị cái gì, các người phải gánh trách nhiệm này. Ai là người nhà của Trường ái anh? Bác sĩ, tôi đây. Ái anh không sao chứ? Cô đã tỉnh lại rồi. Tôi có thể vô thăm không? Ừ. Uê, sao anh không vô thăm? Tôi không biết tiếng Anh để mà ăn của người ta. Tổng đài gọi 810 810. Có gì nói đi. Có cô ái anh gọi anh, bị anh điện thoại cho cổ. Nói là tôi không đi làm. Nghe rồi. Sao xuất diện mạo vậy? Bác sĩ đã nói là em không có sao. Ờ, tốt đó. Nhưng mà anh như là bị cái gì? Đâu khó. Vậy tại sao anh không tới thăm em? Có phải là tại vì anh bệnh hay không? Ờ, bạn trai cô hả? Không phải. Ảnh là bạn trai xưa của em. Chúng tôi đã rã rồi. Chia tay rồi cũng có thể ở chung với nhau lại mà. Cô không cần ngại đâu. Em với anh thì không có hợp đâu. Anh nói anh thiệt là thương em, yêu em. Nhưng mà quay lưng đi, anh lại đi kiếm những người con gái khác. Cái vụ kiếm bạn gái khác không phải ngoại quốc mới có đâu. Các bạn trai Hồng Kông cũng vậy thôi. Người gì cũng mặc. Nếu như thật sự yêu thích một người thì tự nhiên sẽ biết chung thủy. Không ngờ con nằm giả này lại có tư tưởng truyền thống như vậy. Phải rồi, em thấy thiệt là nên một đánh một. Là một chọi một. Đại khái mà, anh hiểu ý của em chứ. Cho nên em thấy anh... Cũng tốt mà, cái vụ cái gì ta đã giải quyết xong rồi. Cái căn nhà tội đó cũng không bị thâu lại. Cho dù thâu lại cũng vô dụng thôi. Tại vì mảnh đất đó cũng không thể xây nhà được. Anh đừng có đi vòng vo nữa mà, có được không? Anh biết là em muốn nói gì mà. Hồi em còn nhỏ, em cứ mơ tưởng là khi lớn lên em sẽ kiếm được một hoàng tử bạch mã, mà còn đẹp trai nữa. Cô nhìn tướng của tôi cũng biết tôi không phải là hoàng tử bạch mã. Anh hãy cho em nói hết đã. Bây giờ em mới biết thế gian này không có bao giờ được thập toàn thập mỹ đâu. Ở ngoài phố có rất nhiều người, họ đẹp trai, nhưng mà kiếm được một người thật lòng với em thì thiệt là hiếm hoi lắm. Hoàng tử bạch mã chỉ là mộng tưởng thôi. Dệt mộng cũng tốt chứ, ít ra còn giật mơ. Em đã thức giấc rồi. Trong ngày ở tòa lập pháp,
khi em bị ngất xỉu, anh ẵm lấy em xông ra ngoài. Cái cảm giác đó, dùng bằng tiếng mình hay là tiếng Anh, em cũng giải thích không nổi. Nhưng mà em chỉ có cảm giác an toàn. Rốt cuộc em biết được, cảm giác bị yêu em chưa hề được thử. Em thì không biết giải thích ra sao, và em cũng không hiểu được. Từ nhỏ đến lớn, em rất là lý trí, rất là tự lập. Bây giờ em chỉ biết, thì ra em chỉ cần một người chăm sóc cho em và lo lắng cho em thì tốt. Nhắc nhở em. Anh theo em về Anh Quốc nha. Anh phải đi Anh Quốc. Nhưng mà chưa quyết định. Anh còn phải suy nghĩ chuyện gì nữa? Có nhiều việc suy nghĩ chưa kỹ. Có bao nhiêu việc chứ? Chỉ có 2 việc thôi. Anh có thích cổ không? Vậy cổ có thích anh không? Tôi thì không được rõ lắm. Có thiệt không vậy anh Thuận? Người ta đã mở miệng biểu anh đi Anh Quốc rồi, còn nói không được rõ hay sao? Chị biết con người tôi đần độn lắm. Chị hỏi tôi có thích hay là không. Như vậy còn suy nghĩ gì nữa? Anh thích cổ thích anh, thì cùng nhau về Anh Quốc đi. Chừng nào đi? Nhưng mà tôi... Anh Thuận à, cơ hội tới rồi thì anh phải nắm cho vững, phải cho dứt khoát. Nhất là các việc tình yêu, khi qua rồi muốn rượt cũng không có rượt lại, rồi anh sẽ hối hận đó. Tin tôi đi, tôi vừa mới thử qua, khó chịu lắm. Vậy sao? Sao không hay nghe chị nhắc tới với ai vậy? Thì với thằng Kiệt. Chị với thằng Kiệt? Không phải, tôi nói tôi còn có thằng Kiệt thôi, không có gì đâu. Anh bỏ mặt tôi đi, anh lo xong cho mình anh đã. Bây giờ khỏi cần phải suy nghĩ nữa anh Thuận à, cứ đi đi. Wait. Anh cũng tán thành anh Thuận đi hả? Phải. Wait. Thì đó mà, con nằm giả thì thích anh Thuận, anh Thuận cũng thích cổ. Đâu có thể không đi chứ. Ê, không thể nói gì đâu anh Thuận à. Hai người ở chung nhau á, không phải chỉ nói tình yêu đâu, còn có nhiều việc phải suy nghĩ nữa. Ê, bây giờ đi Anh Quốc mà, cái chỗ người ta dương á, tưởng dễ kiếm ăn lắm hay sao chứ. Anh văn của anh cũng cỡ như tôi thôi à, cho dù đi lái taxi á, cũng phải biết nói vài câu chứ. Không lẽ bắt con ấy nuôi anh suốt đời sao? Ê, con ấy nói gì đâu à. Gây nữa mà. Tôi cũng đồng ý anh Xuyên nói vậy đó. Nè, anh Thuận à, anh đã 40 tuổi rồi, không phải nhỏ nữa, đã sống hơn nửa kiếp người rồi. Nè, nói thiệt nha, anh qua tới bển á, không quen nước, không quen cái, không lẽ làm lại từ đầu hay sao hả? Không có dễ dàng đâu. 40 tuổi thôi, đâu phải là 70-80 tuổi, thích nghi dễ dàng lắm thôi. Đất không công thiếu gì như vậy với anh Thuận à, dễ thích nghi lắm thôi. Thích nghi cái gì? Nếu như mà anh Thuận phải đi đó, thì lúc cô Quân bỏ đi đã đi dưới cổ rồi. Thì đúng rồi, ở ngoại quốc không giống như ở Hồng Kông đâu. Ở Hồng Kông á, có bạn bè nè, lại quen chỗ, cho dù khuya cỡ nào á, đánh một cú điện thoại thôi thì cả đám bạn bè có thể ra uống bia rồi. Còn ra nước ngoài đó hả, cho dù mua một lon bia thôi á, cũng phải lái xe cả tiếng đồng hồ. Không lẽ mỗi ngày ở chung với mấy con mẹ đầm á, đó là có thể sống hết kiếp hay sao hả anh Thuận? Uầy, anh có nghe qua chưa? Thầy dạy người ta đánh con không có dạy người ta bỏ vợ có phải không? À đúng. Bây giờ thì anh Thuận vẫn chưa có đám cưới mà, nói như vậy nghĩa là không có muốn gặp được anh Thuận nữa hay sao hả? Dĩ nhiên là không phải rồi, đâu có ai muốn anh Thuận bỏ đi chứ có phải không hả? Nhưng mà ít khi mà anh Thuận kiếm được người yêu thích mà. Anh biết cái gì chứ? Đừng có ôm. Nè, cái đám bạn già này đó hả, ai nấy cũng đều cho ý kiến rồi. Bình thường thì anh Thuận bình tĩnh lắm mà, anh biết phân tích mà, có phải không hả anh Thuận? Cho thêm tô uống nữa. Wow, dở lắm thì thôi rồi à. Anh Thuận, sorry nha, em đã tới trễ. Anh đã có tới kiếm em, rồi chúng tôi lo trò chuyện, trễ giờ cũng không hay biết.
Chúng tôi có nói tới anh. Anh Bạch hỏi tại sao em chọn anh. Em nói là em cần một người tỉ mỉ và chung thủy, biết thông cảm cho người ta. Thì ra tôi có nhiều ưu điểm vậy sao? Phải rồi. Anh nói anh muốn học hết những ưu điểm của anh. Mong là em có thêm một người để chọn lựa. Chọn lựa của cô thì phải chọn anh Bạch. Tại vì cho dù tuổi tác, tướng mạo, ngoại hình, học thức, bối cảnh gia đình, thậm chí là thói quen sinh hoạt, tôi nghĩ anh Bạch mới thích hợp với cô. Tôi với cô thì khác xa quá. Anh nói như vậy là có ý gì? Anh muốn kiếm cớ để lánh mặt em. Có vấn đề gì mình có thể bàn thảo mà. Mình cũng biết nhường nhịn cho nhau đó mà. Tôi không mong là chúng ta có thể ở với nhau. Phải nhường nhịn cho nhau. Cô biết không, ngủ chung cái giường không phải nhường nhịn, chịu ý là hoài được hết kiếp đâu. Tôi đã nói đấy, có vấn đề gì à, tôi sẽ nói thẳng ra, cô đừng trách nha. Ok, nếu anh thấy giữa chúng ta có vấn đề gì thì anh cứ nói ra đi. Thiệt quá nhiều. Thiệt là nhiều lắm. Nè anh à, như là ăn bánh nướng. Cô có thể bữa nào cũng ăn bánh nướng, khiến cho tôi thích ăn bánh nướng. Nhưng mà tôi nghĩ tôi không thể suốt ngày ăn bánh nướng. Nhưng mà dù sao tôi quen ăn cơm. Khẩu vị chúng ta khác biệt lớn lắm. Như tôi nè, một củ khoai lang bản xứ, còn cô như là trái chuối nhập cảng. Nếu mà miễn cưỡng nhồi hai thứ thành một thì không giống gì. Giống như đống phần. Tôi nghĩ cô phải cho anh Bạch cơ hội, và cũng cho cô thêm cơ hội để tuyển chọn. Tôi đã nằm mơ bấy lâu, cũng phải thức giấc, phải đương đầu với hiện thực rồi. Anh còn gì muốn nói nữa hay không? Cô đẹp lắm. Em không phải là muốn nghe thứ này. Quen biết cô kết làm bạn bè là chuyện vui vẻ nhất trong đời tôi. Kiếp này tôi không quên cô đâu. Đã trưa lắm rồi, anh nghĩ là anh không tới đâu. Anh Thuận là một người giữ lời, anh sẽ tới mà, nhất định sẽ tới. Uầy, xin lỗi nha, tôi tới trễ. Em tưởng là anh không tới chứ. Đã hứa sao lại không tới chứ. Tôi nhất định tới, có ai đã bẻ tay với tôi, thắng tôi chứ. Để em giới thiệu nha. Anh Thuận, anh Bạch. Hay, tôi là Hà Thuận. Hai câu này anh nghe rõ ràng. Irene is a good girl, you good good to her. Nếu không tôi đánh anh đó. Understand? Ok, I will. Good. Anh Thuận à, tiếng Anh của anh có tiến bộ đó. Không học anh dặn cho giỏi, mai này làm sao vòng qua thế giới. À, tới giờ vô cửa rồi. À, anh vô trước nha, em sẽ tới sau. Được. Bye bye. Bye. Anh Thuận à, em có quà tặng cho anh. À, tôi cũng mới đồ tặng cho cô. Không ngờ chưa tới Noel đã chơi trò trao đổi quà tặng. Làm phiền. Cảm ơn. Làm phiền nhiều, cảm ơn. Anh hết chuyện để nói rồi hả? Trên đường đời mình thì gặp nhiều khó khăn. Nếu mai này cô gặp khó khăn gì hay là không được vui, thấy tôi có thể giúp được cho cô. Hoan nghênh cô gọi điện thoại trò chuyện với tôi sẽ trả tiền điện thoại.